20 phẩm căn giả thiên. Bấy giờ trong hội chúng có một thiên nữ tên căn giả thiên, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, kéo phủ vai trái, chân phải quỳ sát đất, chắp tay hướng Phật thưa: Bạch Thế Tôn, con ở những chỗ đó cũng không sợ hãi, đối với các pháp cũng không nghi ngờ. Vào đời tương lai, con cũng vì các hữu tình nói pháp không sợ hãi, không nghi ngờ. Khi ấy Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ miệng Ngài phóng ra ánh sáng màu vàng chiếu khắp mười phương vô biên thế giới, rồi chiếu trở lại cõi Phạm Thế, hiện đại thần thông trở về nhiễu quanh bên phải Phật ba vòng, hiện thần biến xong, nhập vào trong đảnh Phật. Khi ấy căn giả thiên thấy sự việc này rất hoan hỉ phấn chấn, lấy hoa bằng vàng xinh đẹp trí thành cung kính giải lên Đức Như Lai, vì thần lực của Phật làm cho hoa vàng này phóng lên và bay phấp phới trong không trung. Tôn giả A Nan Đà thấy nghe như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, y phủ vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào mà Ngài hiện tướng mỉm cười? Vì Phật hiện mỉm cười chẳng phải không có lý do. Thế Tôn bảo khánh hỉ, thiên nữ này vào đời vị lai sẽ thành Như Lai ứng chánh đẳng giác, tiếp tên Tinh Tú, Phật hiệu Kim Hoa. Khánh hỉ nên biết, đây là lần thọ thân cuối cùng của thiên nữ, sau khi xả bỏ thân này, liền thọ thân nam, tận đời tương lai không làm thân nữ trở lại. Từ đây qua đời, sanh về thế giới bất động Như Lai ở phương Đông, nơi cõi Phật đó, thiên nữ siêng năng tu phạm hạnh, có tên là Kim Hoa, từ thế giới bất động qua đời rồi sanh phương khác, nơi thế giới có Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thường không xa lìa chư Phật Thế Tôn như vua chuyển luân, từ cung điện này đến cung điện khác hưởng lạc vui chơi cho đến qua đời, chân chưa hề đụng đất. Bồ Tát Kim Hoa cũng như vậy, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sanh ra nơi nào thường không rời Phật. Tôn giả A Nan Đà thầm nghĩ, lúc đó Bồ Tát Kim Hoa được làm Phật, chắc cũng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chúng đại Bồ Tát trong hội đó số bao nhiêu, có như chúng Bồ Tát trong hội Phật hôm nay không? Phật biết tâm niệm của Tôn giả A Nan Đà nên bảo: Khánh hỉ, đúng vậy, như ông đã nghĩ, Bồ Tát Kim Hoa lúc được làm Phật cũng vì hội chúng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Chúng đại Bồ Tát trong hội đó số lượng cũng như chúng Bồ Tát trong hội Phật ngày nay. Khánh hỉ nên biết, Bồ Tát Kim Hoa lúc được làm Phật, số đệ tử thanh văn đạt Niết Bàn rất nhiều, không thể tính cả, nghĩa là không thể đếm hết, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ức vân vân, chỉ nói tổng số là vô lượng vô biên. Khánh hỉ nên biết, Bồ Tát Kim Hoa lúc được làm Phật, nơi cõi Phật đó không có thú dữ quỷ ác, cũng không có nạn oán tặc, thiếu nước, đói kém, tật dịch, vân vân. Khánh hỉ nên biết, lúc Bồ Tát Kim Hoa chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hữu tình nơi cõi Phật đó không có những sợ hãi và không có các thứ tai ương tội lỗi. Khánh hỉ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiên nữ này trước đây bắt đầu phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng với Đức Phật nào? Phật dạy: Này Khánh hỉ, thiên nữ này trước đây ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng thời quá khứ, bắt đầu phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng. Lúc ấy thiên nữ cũng đem hoa vàng tung lên Đức Phật cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khánh hỉ nên biết, ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng quá khứ, đem năm cành hoa dâng giải lên Đức Phật đó và phát nguyện hồi hướng. Khi ấy ta liền chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, Đức Như Lai Nhiên Đăng, ứng chánh đẳng giác biết ta căn tánh thành thục nên thọ ký. Ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu Năng Tịch, cõi nước tên Kham Nhẫn, kiếp tên Hiền. Bấy giờ thiên nữ nghe Phật thọ ký cho ta được giác ngộ lớn, nàng vui mừng phấn chấn, liền đem hoa vàng dâng giải lên Đức Phật, phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng. Đời sau khi Bồ Tát này được làm Phật, cũng như Đức Phật hiện tại khiến cho con được thọ ký Đại Bồ Đề, thế nên hôm nay ta thọ ký cho thiên nữ này. Khánh hỉ nghe Đức Phật dạy hoan hỉ phấn chấn bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiên nữ này từ lâu đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trồng các căn lành và phát nguyện hồi hướng, nay được thành thục, cho nên Đức Như Lai thọ ký cho thiên nữ.
Phật dạy, này Khánh Nhỉ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, thiên nữ ấy nhờ căn lành được thành thục nên ta thọ ký Đại Bồ Đề.